xong rồi tối ngày hôm nay nữa. Trân trọng và kính mời ạ. Một chàng bên đây sẽ thực hiện cùng chào đón chương trình của Quang Phong và chú Bảy và hai bên gia đình của chúng ta xong rồi tối hôm nay quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đến cho những quý vị khách quý rất nhiều. Và vâng, quý vị khách quý thân mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu hữu duyên thiên lý mang thiên hồ, yêu nhau liên nghĩa tình vợ chồng. Bởi vậy hoa đến thì hoa phải nở, do đây bạn do phải sắc sông, đi đến duyên đi phải lấy chồng, lấy chồng lấy vợ là quy luật tạo hóa con người đàn ta để duy trì đời sống và phát triển tương lai. Bởi vậy ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của chính quyền địa phương, trung tâm tổ chức kiện Khánh Vinh cùng với MC Doãn Đồng Ma Theo cùng với nhà quay phim chiếu bản YouTuber Nhịp Điệu TV đã được trở về với miền quê hương thân thương và chiều mến, cùng ban tổ chức long trọng toàn báo tin vui chương trình đại lễ thành hôn, hôn lễ của thế hệ Huy Ninh sanh duyên cùng với cô dâu Hồng Ly. Xin được trân trọng tuyên bố chính thức nhận ban tổ một tràng pháo tay thân thiện quý vị. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn màn bắn pháo hoa rất là chuyên nghiệp của trung tâm tổ chức điện Khánh Vinh rất nhiều. Còn chúc mừng tên gái phò mẹ bên trong quán trường không phải nóng hồ việc để làm hỏi chủ đề của nghe để đảm biệt bờ băng sửa ít khóng sáng chăn phủ tay lằn khó bờ tiền chú con nặng phía tỉnh khi bò chung đi để đảm biệt bay chứng mãi hỏi đồ của nghe bay tánh gương lá rào thẳng cao mì bảy đồ thống nghe nóng sẽ biến lối sang lối bếp bơ mi sẽ đợi bảy sẽ biến lối sang lối cái bầu mi sẽ đợi dìa biến đồ của nghe cuốn hình bầu mi sẽ đợi hai chắc hải cánh đồng vòng vầy mừng tời tè na sơ mây xin gặp bạn ma trên mới xuống mãi thì bò mì ho còn đã thả năm nữa sửa lì biểu hiểm ít xe máy đầy tăng luồng mà đèn tàu sâu người mà bao độ còn nàn coi sòng phái chưa hết rồi khỏi cả thoát ngã sòng phái xưa hơn lạy xó sòng trong hời sông hải thì bỏ mày hô qua tờ lâm cơ hảo hẳn thân mạnh phủ trên cái bản lạy tướng tờ bàn phủ trên quán hương lạy tướng tờ hô phủ cái ca lạy tướng mặt phòng phủ trên dòng chú na mi bà tờ màu liếc đôi tàu ở nhớ sùng tao phủ những mấy bờ sơn bờ phủ tờ bàn phủ nhang mi lụ mi làn bó phăng anh hô phủ hết mấy chỗ sai tù phủ trời đi miên đất phi nông nơ phi nông bàn tổ mơ trên đây phải không. Chào mừng quý khách quý thân mến ạ, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi con người. Tình yêu làm cho con người chúng ta trở nên yêu đời và yêu cuộc sống hơn. Tình yêu làm cho con người chúng ta thiết lại cả nhau hơn. Vâng, quý khách quý thân mến, yêu nhau thì chẳng quản xa gần, cầu công tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mà mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cũng biết mà sông ba cũng nhiều. Vâng, thưa quý khách quý thân mến, ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta đã vượt qua vành biên giới của tình yêu để bước đến với nhau bằng một tình yêu chung thủy. Và để rồi hôm nay vui xóm vui làng, vui anh vui chị có dàn đẹp đôi phương loan sum họp đời đời, đá vàng chung thủy hát ngàn lời ca. Anh nguyện cùng em bay giữa trời xa, anh nguyện cùng em xây cho đời thêm hạnh phúc. Vâng, thưa quý khách quý thân mến ạ, con người thì có tổ có thông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội mới là cành xanh lá, nước có nguồn mới bể lặng sông sâu, mà lên non thì mới biết non cao, nuôi con mới biết sông lao sinh thành, và qua sông thì phải có bến có đò, làm cha làm mẹ thì phải có đôi lời dặn câu. Ngay sau đây xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện bên gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và nhận câu. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Còn chưa kịp phát biểu, tàu giám chiếc bàn lãnh đạo và chính quyền thằng bản trung ương, tàu giám chiếc trung bò vững mê, trung bò vững mê, trung hải trung biết, trung nông trung hùng dù làng, bản bóng, bản phương và cả lửa nát nửa. Thằng bóng tông cùng chẳng có nhắm theo khẩu đằng của những chú đằng bản gần đất tham ba, biển báo đài xe la chú, và chẳng mấy hình mát qua, nặng bò mê tàu thằng nát rớt, tăng chân ở bốn thông hà, bốn ta nữa, hết trên đất bộng ở chẳng đi. Hỏi ra là khó, như đề để như cái trái được phải yếp kiếm vùng trùng nhớ, như bà mới rồi chiếc xa nước to đang mà rồi chiếc bà ở cái đặc trùng đầy cao rồi sau thì yếp cho cháu lớn hạ dạo, như bà cháu hình tắc hoàn tả lý của mấy mấy cháu đầy dừa mưa tăng nửa hơn mấy cháu đầy thư tả hôm nét chờ kiểu đồ đàn cháu chắc hình vị má thì phải cháu có con đồ đàn cháu được bằng mơm có nông nông cháu những lẽ những thứ tà những em tà kiểu sống chết kiểu có đi xưa lắm bàn lắm của miết cơ ba để quan chu chẳng tốt xảo để quan báo quan xảo chẳng tốt như phò cho mẹ phò mẹ đi khổ mơ ủ mơ qua mơ bay trong cùng chẳng cả hạt bé ba đông mà mày tái này cũng cùng như sao ở du em hoa thế giới cơ ba đấy tham gia thi tổ hoàn cảnh
về đời về phát chẳng chẳng từ mấy hoa xuân chân kia về cắm phát cùng nó ư mà tổ chức về tài ngô rồi xong ta làm sâu rồi chẳng để táo để mới ô bò ô mê ô ai ô hết phương đủ phương đàn bàn phương bàn tử ngang nhờ cho bà mới kết thúc rồi đi đi ở phải chẳng ư ơ mười đi mét chân từ chết bắt nhám thì chết bần mà cho bà ú hơ đề sổ hả và ứng cho sổ cho bà khi nó kiểu chẳng có mê sẵn vào không bốc buộc cho bà đây ơ đúng con chú tàu ngon ngươi đã chào mình đi đến kiếm đẩy má trong con đồng nó ơ tổ chức thế thành hồn mà lớn chúng tôi mất lớn chúng tôi để một mất chút chào lên tàu này như là nhân tổ thương mát chân ngã ngớt con chân chào thành ông tàu thứ nhất không khỏi sổ chúng mất là của cái nào sầu thể trên phố biển nhé ơi bước gần mặt gì phần đây ăn cầu ơi mình như thế này to to là gì ở chút bòi sáng sắm má nữ chút bòi to ơi cảm ơn chút bò chút mê ai hết mong nông đô đàn bạn có bạn tở ra nữa má cũng má tốt góp với cái dứt ở dưới sông tàu đàn sâu ơi thường cao hảo cho hắn mình như thế này cầu to là gì ở chút bòi nhìn cây bám lại đó, bò phèn này nó bán sầu má mỡ ơ mẹ cuối và bức như nông nông đồ lạc sau cửa chiếc em khẩu những ai ơ nái buồn ai hạt cho má mỡ sầu ớt cảm ơi ơ bò mê ơ hải ơ yên ơ đông ơ nông ơ lô lạc ơ tôi ơ cảnh như là ba mô đồ tròn lạc cùng chôm kinh cổ kinh ai mà mất nông nông sầu em này nó cũng bò bông phê nông nông đồ lạc cho cuốn này nó vâng ạ, xin chân cảm ơn những phát biểu của anh Nguyễn Bật và ra các buổi chuyện của các đại diện bên nhà trai của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Để đáp lại những cái cảm xúc thật đó thì ngay sau đây tôi sẽ được trân trọng và kính mời mọi vị đại diện bên gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và trân trọng xin được trân trọng kính mời bác ạ. Hồi đại diện tăng tên châu có chơi chiếc phát biểu bố hết mét chú côn mũ đầu ban khẩu ta thích ta nói ta khẩu ta thế ที่เขาโตผิดทอดโตฮีเร่แทนเยียนเชลาเขาโตติดแถวเราฟาดฟาดาต้องตัดกันเลยดีทั้งบอลทุกบอลต่างเขาแต่ตอนเยียนย้ำเจ้าเขาดันกับดีบอลหลายใจขัดทุกแต่เช้าอยู่เท้าตามาเป็นความกันต้องมีอาเอ็นต่อไหนฮัตเต้กับดีเพียงไม่ข้าวเจ้าก็ได้จานผู้อาชาชนผมชนไม่ยืนนั้นเยียนเจ้ายังหัวมีน้องตาตาอ่อนเยียนชุ่มชุ่มไหลnhớ tại nhà bạn nhớ lộc cầu nắng nắng nhớ lộc cầu nắng nắng mẫn nhớ đồn cùng có tát với cùng nhớ được cùng nhớ có sáng phải dính mà tôi sao phiêu tôi mới giáo tôi áo không tật tư bó hẹn đeo bó đeo bó không thế chung bữa ra chứ nhớ đeo sọt đeo sọt tôi là cái đứa hậu hơn có điều nhớ hương cùng áo lăng nhớ hương tàn áo chừa nhớ tiếng đứng trực tiếng bảo dịch thì sao giao thì thiếu thì hà hấn thì hà chu mẫn quá bá hàng hàm dễ thì tay lo lo không thật tử ไอ้หนุ่มขับรถเท่ต้องของสาวชาวใต้หัวใต้มือสาวโตเออเฮ้ปงปองสาวใต้ฉันใต้ตอมเฮ้โอ้สาวใต้เหนือใต้ล่างจำเถอะสาวใต้ต่างหน้ายิ้มกลับมาเจ้าเถอะเฮ้ข้าพเจ้าเจ้าเฮ้โย่บ้าเราหุ่นดีเดี๋ยวจะต้องไปเจอฉันดูหน้าชาวม้าใบหน้าจะเล่นโต้ไหมเดี๋ยวนี้ข้าใจหมัดกันอยู่ที่ปากเกล็ดเฮ้เราเช็ดเท็ดกันเถอะโอ้กันเจ็บโอ้เจ็บโอ้ยครับโอ้ชัดเท่าหน่อยนะโอ้เจ็บบ้างชัดเชื่อที่ถอยเลือดกระเด็นยัดนิ้วคอจุกเลยเลือดแข็งแตกเสียงเจ๊เจ๊ได้หลายดอกฟาดจู่เจ็บคือชูเอาฟาดตาฟาดเข่าคือชูปอจุกเลยเอ็นเจ็บหูเจ็บจานะเจ็บสติเจ๊เจ๊ยังหักแย่ไปเออคือถ้าเต๋อให้ตายหมู่ไปไข่หอเออปมเลยไอ้เอ็นตาไหนยังหักแย่ไปไกลกว่าไกลไกลเลยคือเอาดินเป็นเต่าไหมแม่ว่าชื่อนี่ฉันเป็นผู้เป็นจ่าเป็นเจ้ามาหาไหลเออหิ้งข้องหิ้งสายหาไปหิ้งใต้ใต้ต่อยเออไม่ได้ตบตาปั้นเข่าขอฮักหักตัวห้องต่อมเต่าห้องตาห้องต่อมาห้องไก่มันเออมีฮักมีห้อหิ้งข้องตบกันหิ้งสายหาไปหิ้งใต้ใต้ต่อยเธอตั้งเหรอก่อบุตรเดียวให้ฉันมามีบ้านมึงว่าไหนผู้ยาหาไหลมือดีเล่นจันหาไหลมือฉันเล่นเจ็บหาไหลมือดีเจ้ดีเออเอาดูเอาเต่ามาถึงแค่เป็นแค่ตั้งหน้าหัวชุบชุบชาเมาเธอขอบกเดียวไม่เจอเหมือนเธอที่นี่เออผู้ยาเออยังนี้เราไม่หายเราอย่าต้องตกหูเออมีผมมีปั้นหัวใจบาฮันปลาช่องอย่างท้ายไหนไปไม่ปีตุ้งตุ้งตุ้งน้อง
เออมาแค่ต้องของกวนเออบ่ดูชาวต่างทีนี้ทุกข์ของผมเนี่ยน้อยชาวไหนจะเป็นคนไปเยี่ยนหลังเขาหันหลังที่กับกันนี้มีรายได้กันพอมาทุกข์ของไหนเองนักเขาตาเคไปเยบ้านต่ำใครนั่งเนื้อเฉลี่ยมีหัวกุญยำผีเฉลี่ยตายตาบวมหูเขาตาช่างคนหน้าป้อยเขาคงตกตาไปแง่ตาไม่แง่ตกมีนางเขาชาวเงินเขาเกิดเทิงชาวหายชาวทำเขาเก็บบัตรชื่นรู้ปีเช่นทองเลือกเขาเลือกเป็นเมียนายเมียเมียแหล่งเขียนฉันไปฉันฉันเอาเออมะวงที่ตายนี่นั้นนั้นสายมุดเป็นเพ่ใครหนาวตาบังตาแดดร้ายใครแดดไล่ต้องกันเห่าหันเฉียงชาวเลือกที่ต้นเลยยังเจอไหมคอยชอยยัดบัตรชักเย็นตุ่มสายหนาวเข้ามีถั่วเดือดให้ง่ายจันเก่าเลยมีเหล่าเนื้อชมเขียวน้ำเต่าเขียวเขาเคยเจ้าเลยเนื้อเจ้าขาเขาน้องน้อยขึ้นรถแหลมดีเท่าเลยเจอตรงนี้มีถั่วหรือจะต่อยสีเพิ่มใหม่เก่าฉันจะเอาหาจ่อยเป็นตุ่มใต้หลังเท่าเลยหรือจะเอาที่เขาเจอเจ้าฉันจะเอาผมทอดถั่วบ้าเนื้อเฉาหน้าใจแล้วแข็งหันต่อยใช้เขียวเดือดจับเป็นด่างเลยทำไมเออจะได้จะทำกรรมเออจะได้พ่อเดี่ยวต้องใส่บางต้องขันก็จะดูแต่ว่าในเดือนนี้จะเหนื่อยใจกว่าที่บางไงวันนี้วันนี้สิบตัวเด็กเฮ้ยพ่อจุฬาชักกุมโหนวันสามวันได้ชาติเลยกุ้งชุบมึงสายเบนสลิงกว่าชุฬาช่างเวทสวยงามวันนี้นะครับว่าว่าจะได้จะทำกรรมเออแต่ตัวนี้จะมีแพ็กปีสักเดียวว่าได้จะทำตกขอนยาชายกว่าชุนกาเซกโกนอยู่บ้านกว่าโยนเครื่องป้อนกว่าอินเดียเด็กกระดังเดียนคนเอาหวัดเลยช่างเวทสวยงามวันนี้ว่าจะได้จะทำกรรมหวัดถิ่นเลยแม่จ้องเซกโกนหมดบ้านกว่าน้องหน่อป้อนกว่าโยนเครื่องเด็กกระดังเดียนคนเอาหวัดเลยช่างเวทสวยงามวันนี้ที่รักเชื่อช่างหวัดถิ่นเลยอ่ะชุ่มมึนตั้งหลายพ่อแม่พี่น้องไอเอ็มหักซึ่งช่างว่าดวดเตะกู่เชื่อมใบต่อยเห็ดใต้ลำกงไอเดืองสร้างหลานตู้ฟ้ากงเอ็นเนียงสร้างน้ำไหลห่วยบ่อลูกแย่เฉยไอขอให้มาสอบกงคุณเนอโดเนอแย่เฉยเอ็มบดบินเบอร์เชื่อเป็นใสอันฉันเชื่อไออ้อเอ็นสิงเนอโดลาดูหัวพ่อเอ็นเนอเอ็มเฮือบ่มีเงินกำมาสอบเสาต้อโดลาบ่มีเงินหาเอาบ่เห็นเสามือลูกอุ้ยก็เลยคอยหักคอยแป้งเอากันเนอโดลาดูหัวพ่อเอ็นเนอตั้งการมันนี่ไปหนูละเอ็มกับฉันเช่นไหนเสร็จเปิดนั่งเพื่อนแม่สาอาเดี๋ยวนี้ฉันเช่นไหนเสร็จเปิดนั่งเพื่อนปอผู้ลาก่อยเสร็จเปิดหูนักเนื้อเห่าชอบชาวอาก่อยเสร็จเปิดหูนาเนื้อเห่าชอบชาวแม่เอ็มไก่ไอเป็นเมื่อหนูละโดหัวก็เอ็มเลยเลี้ยงตัวเสด็จกุศลเชื่อช่องว่าติ๋มเหมยเสด็จบักหูได้กุ้งเหมยเสด็จบักเกี่ยวลิงกุ้งเหมยเสด็จบักซิงเกิลสกุลซิชเวนเบสเกิลเดทชาวมันก่อยยกเครื่องหมอนก่อยเมียสองกระเจ้าว่าที่เดทสองเวทตัวเงาในที่ดับเชิญชวนว่าถิ่นเมย์อ่ะมูลนิธิสิบเอ็ดตัวเด็กก็ไปเผยเสยชุดการดึงเงินสี่กุยเตี้ยไป
ไอ้ไหนจะนางเจ๊
rẻ tay ạ. Mở chưa? Mở chưa kỳ hôn, mình có gợi ý nhỏ nhỏ như để thành công cô dâu và để của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà có thể hôn vào trán của cô dâu, hai bạn sẽ xin được tẩy trai và tẩy gái. Chủ một đường bấm phải không quý vị? Chủ một đường bấm xuất hiện. Bạn hao đàn thiếu đôi múa và mẹ đẹp đi đâu ấy. Và nếu có thể hôn vào bờ môi nồng nàn của cô dâu, hai bạn sinh được một trai và một gái. Ngày hôm nay ngày của bạn, cô dâu cũng là của bạn. Bạn sẽ cô nêu điều gì? Có phải không quý vị? Chú vẻ đã sẵn sàng chưa? Chú vẻ đã sẵn sàng ạ. Cô dâu đã sẵn sàng chưa? Và cô dâu và chú vẻ của chúng ta đã sẵn sàng. Một nữa xin mời cô để quý vị ở phía dưới chúng ta sẽ cùng em to, em ngược từ 3 đến 1 cùng gió đều của câu ạ. Mỗi em xin thể điểm từ 3 đến 1, cô dâu và chú vẻ mới được hôn nhau. Em xin thể điểm từ 1 đến 5, thì cô dâu và chú vẻ mới được trả của mỗi ba. Để anh chụp ảnh với phim sẽ bắt kịp là khoảnh khắc đáng nhớ này cho cô dâu và chú rể trong buổi tối hôm nay. Quý vị có đồng ý không ạ?